có việc mẹ nó phải thở. Đây theo mẹ, bạn bây giờ đi trong đây, đây bảo đảm đây đó, phải thở. Go, 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 go.
bố đẻ nó kiểu mình cho sợ ơi ông thua nó thì mình vẫn đi học đi này bố đẻ nó đi học đi về cái mua đồng ý nào không làm ông để cho một cái nữa không để thêm một cái nữa không nhất nhất phải ô về lo thì lươn khỏi cùng mỹ lục trai đi đây cũng thông cảm mà khỏi khỏi cùng ông ý yên chính lý thân đi đây để khỏi cho phép phải lươn đấy Nam ơi, phải lươn á không phải đâu lươn á, Nam không phải đâu, lúc này mình về đi không phải đi về nha, mày phải lươn á cái tao đâu, dùng cái chuẩn, dùng vốn là dùng tao đó, dùng tao đấy, dùng tao đó.
Dính đồ nè. Nhà lồng tôi nhà gì hả? Tròn với nhà này bé. Cha chủ cho lồng tao. Nhà nan với nhà này bé. Lồng tôi nhà gì cha? Nan với nhà này, nhà nan với nhà này bé. Chuẩn cha chuẩn nam, hiện giờ cha con hay chuẩn con hay sao mà? Giờ cha nan nhận với nhà bé, nhà nan với nhà thì bên hiện cha chủ cha chuẩn cha chủ lồng nhà nan với nhà này. Nhấn nổ nào? Con hiểu sao mà? Cú cháu nhà phụ nữ mình. Nhấn nổ nào cũng như dưới này. Nhìn hôm nay với cú ít gì hiểu nhấn nổ nhìn. Hiểu chuẩn với chuẩn ạ. Con hiểu chuẩn với chuẩn ạ. Hả? Nhìn mày nào? Hiểu chuẩn với chuẩn. Mình con trồng miền vã. Con thuê à? Chuẩn ạ. Chuẩn ạ. Chuẩn 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 ạ, con hiểu em chuẩn ạ, 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 về đi.